Thưa quý vị và các bạn, mới đây sau khi bốc được biển số xe ngũ quý 9, thì người đàn ông ở Nghệ An đã đồng ý bán lại chiếc xe ô tô trị giá hơn 600 triệu đồng cho một vị khách ở Hà Nội với giá là 1,6 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 4, anh Trần Hữu Tê, chú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, chủ chiếc xe hiệu Kia Sonet mang biển số 37A, 99999 cho biết, sau khi nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi mua, anh Tê cho biết hôm qua có người nhắn tin trả giá 3,3 tỷ. Chia sẻ về may mắn của mình, anh Tê cho hay bản thân cũng không quá quan trọng biển số xe quá độc, chỉ cần dễ nhớ một chút là vui rồi. Thấy nhiều người thích chơi xe biển số đẹp, họ nhiệt tình hỏi nên anh đã đồng ý bán cho một người ở Hà Nội với giá là 1,6 tỷ đồng. Theo anh Tê, bản thân đặt mua chiếc xe ô tô này từ cuối năm 2021, đến ngày 12 tháng 4 vừa qua thì nhận được xe. Ngày 14 tháng 4, anh Tê cùng con trai đến phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An để bấm biển. Là người đầu tiên nhấn nút chọn biển số xe trong chiều 14 tháng 4, anh Tê cùng nhiều người có mặt đã ngỡ ngàng khi màn hình hiện lên số 37A và ngũ quý 9. Theo người dân thì số 9 là cửu, là tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Khi mà có tới 5 con số 9 thì lại càng đẹp và được coi là trường tồn vĩnh cửu. Hiện cũng có một số người có sở thích sưu tập ô tô xe máy có những biển số đẹp, biển tứ quý, ngũ quý. Và điều trùng hợp là trong hôm nay thì một người đàn ông ở Hà Tĩnh đi đăng ký cho chiếc Hyundai Creta cũng lại bốc được biển số xe ngũ quý 4. Người này cho biết nếu như ai có nhu cầu thích biển số đẹp thì anh sẵn sàng